đầu tiên mà thấy được cái đảo Cebu đó. Anh ấy rất phấn khích nên muốn ở lại lâu hơn. Anh sợ gì ta? Cô ấy sáng chưa mà? Dạ vẫn chưa ăn ông chủ. Tại vì tôi thấy vui quá cho nên. Cha băng lột bắt con này. Mới có gì vậy mà đã không được. Ba. Tốt nghiệp rồi chắc là cô bỏ ăn luôn quá. Phải đánh đòn á. Để ba coi con này. Không phải thế bạn ngon đâu. Chúng ta đi đâu đó ăn đi. Dạ được. Ông chủ chúng ta đi đâu ăn? Để ông điều trị cho tôi đi. Điều trị chú? Thì điều trị chứng vui quá không ăn đó. Quá không thể tin được. Như vậy thì tụi mình tốt nghiệp rồi. Vậy hả? Như là hai sớm đó. Ở lại rồi đó. Nếu ông đã bù lệnh sẽ được diễn ra vào buổi sáng. Đúng. Ê, mọi người chào. Mọi người chào. Mọi người chào. Cậu. Sao mình gọi cho cậu mà cậu có chuyện cái máy gì? Chiều nay có phải là đi chơi với Trô không? Sao cũng được. Mẹ mình đúng là mắc cười. Mẹ mình mới mua cho mình một bộ đồ. Cái này thôi nha. Họ sẽ thông báo cho top 10 trong lớp em. Em đứng hàng 6 hả? Công dựng lệ chuỗi quá. Chút nữa mình tới nhà cậu. Mình lấy cái CD hôm bữa, có được không? Ngồi thẳng lưng dậy con. Ngồi thẳng lưng dậy. Anh Nguyễn ngồi thẳng lưng á. Lưng con bây giờ nắng. Ngồi thẳng lại. Thẳng lưng lại. Anh không hiểu cái gì hả? Em nói là anh của em cần được yên tĩnh mà. Em quên gì rồi hả? Anh nói là chúng ta phải vui lên mà. Nhưng mà cách của anh vừa rồi không có hiệu quả. Nói chuyện chưa kịp nói gì vậy sao? Vẫn chưa. Em có hỏi ảnh có đi chơi với Cho hay là không thì ảnh im lặng thôi. Có chuyện rồi. Giờ này em mới biết. Nè, đương nhiên là phải có chuyện rồi anh hai à. Hay là anh hỏi đi. Sao lại là anh? Cậu ấy không chịu nói chuyện với em thì sao nói chuyện với anh được? Bởi vì anh là bạn thân. Và có một số chuyện chỉ có bạn thân mới có thể tâm sự được thôi. Nếu như vậy sao anh không thử hỏi Châu đi. Sao? Em là bạn thân của Châu. Có một số chuyện chỉ có bạn thân mới tâm sự với nhau được mà. Đúng không? Nè, mỏ. Anh đi đâu vậy? Qua đây quay cái mỏ đó à. Anh hay của em cũng là qua đây quay. Rồi con ba đây, con lần giờ đi. Ông biết là ông chủ có một vị hành khách. Ông ấy khoảng 60 tuổi rồi. Ông ấy có một đứa con trai. Và ông ấy cố gắng giới thiệu con trai của ông ấy với tôi nữa. Con trai tôi chỉ còn độc thân. Nhưng mà sau đó tôi lại nói lại là: dạ xin chào anh. Nghe có vẻ hơi kỳ. Nhưng mà do yếu tố công việc là vui lòng cách đến, vui lòng cách đi mà. Những lúc cô vui, nhìn cô thật sự rất xinh đẹp. Mọi ngày nào quay vào mặt của anh ta được không? Sao cô không nói đi? Bà cầm ấy. Bà cầm lại. Tại ông đó, ông chủ, ông làm cô quên hết rồi nè. Dù sao, cũng cảm ơn ông nhiều lắm, ông chủ. Chúng mày có giúp đỡ bác gì? Dạ có, 6 giờ sáng Manila. Ra con, 9 giờ tối ra con Manila. Dạ con ơi, con sửa. Dạ anh cầm. Ốc giúp ra đi. Dạ đúng rồi ông chủ. Anh đi.